Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy nên biết đã an trụ địa vị bất thối chuyển, như Lai ứng tránh đẳng giác, ở quá khứ từ lâu đã thọ ký cho đại Bồ Tát ấy, vì sao? Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy thành tựu đầy đủ các hành trạng tướng của địa vị bất thối chuyển, nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đã được thọ ký đại giác ngộ, nhất định đã an trụ địa vị bất thối chuyển này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu là đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển, khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, thường nghĩ thế này: Ta thà xả bỏ của báu, thân thuộc và thân mạng mình, nhưng chẳng bao giờ xả bỏ chánh pháp của chư Phật vì sao vì của báu thân thuộc và thân mạng mình đời đời thường có rất là dễ được nhưng chánh pháp của chư phật thì trăm ngàn ước triệu kiếp mới gặp được một lần đạt được lợi lạc to lớn lâu dài này thiện hiện đại bồ tát ấy khi hộ trì chánh pháp nghĩ thế này ta chẳng vì hộ trì chánh pháp của một đức phật hai đức Phật cho đến trăm ngàn chư Phật mà hộ trì chánh pháp chư Phật trong mười phương ba đời khiến chẳng khuyết tồn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch thế tôn những gì gọi là chánh pháp của chư Phật, đại Bồ Tát ấy hộ trì chẳng tiếc thân mạng như thế nào. Phật dạy, này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, vì các Bồ Tát đã nói Pháp không? Đó gọi là tránh Pháp của chư Phật, có hạ ngu si phỉ báng chê bai. Đây chẳng phải là phải, chẳng phải là tì nại gia, chẳng phải là thánh giáo của đấng thiên nhân sư đã nói. Tu hành Pháp này chẳng đắc bồ đề, chẳng chứng niết bàn, tịch tịnh an lạc này thiện hiện đại bồ tát ấy hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng thường nghĩ thế này. Tất cả pháp không mà Như Lai đã nói là nơi quay về nương tựa của các hữu tình, bồ tát tu học pháp ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cứu vớt nỗi khổ não lo buồn, sanh lão bệnh tử của các hữu tình, làm cho đắc niết bàn rốt ráo an lạc, cho nên phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng lại nghĩ thế này, ta cũng sẽ có mặt trong số Phật vị lai, vì Phật đã thọ ký đại bồ đề cho ta, do nhân duyên này tránh pháp của chư Phật, tức là pháp của ta, ta phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng. Vào đời vị lai khi ta thành Phật, cũng sẽ thuyết các pháp không này. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, thấy nghĩa lợi này nên hộ trì tránh pháp như lai đã thuyết, chẳng tiếc thân mạng này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển